Ba cái tách cái nào cũng đóng bợn vàng hết trơn. Nhắc mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho nó sáng mà không có đứa nào chịu làm hết. Tệ quá. Má! Ôi trời ơi, chết rồi. Ừ. Con. Mồ tổ mày nè, lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy đó. Tại con thương má nhiều đó. Chồng con đâu rồi? Dạ, nhà con đi làm. À, con ba con đâu rồi má? Ổng đâu lên đám cúng định trển à. À, má ơi, lát nữa má có đi coi hát không? Gì? Hồi nào giờ má có thấy con coi hát đâu, mình sao bây giờ có chồng rồi đòi đi coi hát? Dạ, tại nhà con biểu cúng tiền, mà con ngại, nên con rủ má đi đó. Má không có muốn lui tới chỗ đông người đâu con. Con cứ lên trên đó đi, rồi mình coi coi bà con cô bác người ta làm sao, mình bắt chước mình làm y vậy cái đúng nè. Má thiệt mà khốn à. Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với má vậy đó à. Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Ai hỏi gì đó? Vô đi. Dạ, dạ bẩm bà. Chú em có chuyện gì đó chú em? Ủa? Anh luôn đi mà. Anh đi đâu đi? Bộ bữa nay anh không đi câu sao? Thưa cô, không. Con quen biết với chú em đây à? Dạ bẩm bà, tôi đi câu thường hay lựa cá lớn cho cô mua, nên cô biết. À, nói vậy chú em ở gần đây hả? Anh ở chỗ bà Hai Hương đương đệm đó má. Vậy à? Bà Hai Hương á hả con? Dạ. Ổng đi đâu trên đám kỳ yên rồi? Chú cần gì chú nói với tôi rồi trưa tôi nói lại cho được không? Dạ. Dạ tôi hỏi để nếu không có ông ở nhà đó bà, thì bà mới thông thả coi kỹ bức thư này được. Ba tôi dặn phải đưa tận tay của bà. Dạ thôi, dạ chào bà, chào cô. Thơ có ai gửi cho má vậy má? Đâu, má đưa đây con đọc chưa? Bà Hội Đồng, tôi là Võ Minh Thành, người tá điền nghèo khổ, 20 năm về trước bị người vu oan giá họa, đến cái tuổi tù ngoài công đạo, ngài chịu hình phạt khổ sai, đêm đối cơm tủi nhục, nhờ những bản tường cùng cảnh ngộ chở che an ủi, nói rửa cho nhau nghe những áp bức bất công mà người nghèo khổ phải gánh chịu hết đời này sang đời khác. Bao nhiêu ý nghĩ, bấy nhiêu khát khao thôi thúc tôi vượt ngục trở về. Mà nghĩ sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà nói rằng nó đã bị kinh phong chết, hiện nó vẫn còn sống. Nếu còn nghĩ tới con, bà nên tìm cách gặp lại nó. Nó chính là đứa bé mang thư lại cho bà đó. Bà nên gặp nó, vì tôi với nó sắp đi xa, không bao giờ trở lại. Ký tên Võ Minh Thành. Võ Minh Thành. Anh Lương. Chào cô. Bà tôi cho tôi đi lại đây nè. Mà lạ thật nha, mỗi khi đem cá bắn cho cô thì tôi tỉnh bơ như thường à. Còn bữa nay sao tôi phập phồng đủ thứ hết. Phải về. Kim Anh ơi. Dạ. Má tính má nằm nghe con. Mà Luân con. Má Luân ơi, lâu nay con oán trách má lắm phải không Luân? Má, lâu nay con biết gì đâu mà con trách má. Chỉ mới đây thôi má, từ hôm ba con về, con mới rõ được một đôi điều. Con hỏi thăm má, và con xin cho con đi gặp má. Dù má không nhìn, con cũng muốn gặp má một lần. Tại sao con nghĩ là má không nhìn con hả Luân? Con là nông ruột của má mà Luân. Má, chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngờ là thân con. Xưa đã hóa thành già,
giờ duyên phù được phân thấy mắm hôn má ngầm sinh sống nghe con. Tiền má cho anh nhận đi, từ nay đừng đi câu nữa, để thì giờ nó học hành hoặc tính chuyện mua bán gì khá hơn nữa chứ. Má, con không lấy đâu má. Ba con dặn con tới thăm má thôi à. Lương ơi, con chắc lòng chắc giá, chẳng những má không yên tâm, niềm đau của cha dây mà nỗi lo càng nặng nề chồng chất. Khi tin má con về làm cho má tuổi tuổi mừng mừng đến lễ rơi thắm má. Khi chuyện con còn sống sót làm cho má nghe lòng đau nhói như con vết dao nào đang sướt máu trong tim. Thương cho ba con bấy lâu ngắm sầu nuốt tham, chịu đòn rối tuổi nhục chung lâu lúc. Nay tuổi già sức yếu trở về quê, nhưng tưởng sẽ trọn vẹn câu thề cho bỏ những ngày phu thế cách. Má ơi, 19 năm biệt xứ ba con vẫn khát khao ngày đoàn tụ. Nhưng trở về đây thì đò xưa tách rời bến cũ, nỗi đau còn hơn là tù tội thuở ban đầu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dài dòng, tâm thân già trơ trọi như gốc cổ thụ, lâu ngày cằn cỗi với thời gian. Sự thật như thế nào lòng ba con sao khỏi xót đau, khi nhìn người xưa cảnh phủ quán tàn, thèm theo phủ văn sương lành. Ruột ra thân tích chẳng còn ai, thương má thương ba lòng ngàn trăm mối. Sự thật nào nó cũng vẫn là sự thật, cho dù người ta cố tình che đậy nó. Nhưng đến một lúc nào sự thật đã được phanh phui thì những người trong cuộc sẽ cười đáo không hận. Ba buồn chịu đắng cay bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm má ngấm sầu nuốt tham. Má ơi, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, má đã vương mang nhiều khổ lụy
từ lúc còn mang thai cho đến khi khai hoa nở nhụy sinh thành. Đàn ông đi biển có đôi thân má giữa biển mồ một mình, mà không bảo bọc nổi đứa con riêng, đó cũng là chuyện tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Còn đối với ba con, mà ba con chịu những bất công ngoài xã hội, 19 năm tù đâu phải ít thôi ngắn ngủi. Ba con về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội, chớ đâu phải nhìn vào những lầm lỗi. Anh hiểu má cổ, sao anh không nhận tiền kêu má yên tâm? Tôi đã nói rồi mà. Hay anh cầm về đưa cho bác Thành cũng được mà. Thật má vô cùng khó xử. Lưng ơi, đây chỉ là số tiền nhỏ mọn, nhưng đó là tất cả chân tình của một người vợ chia sẻ với chồng giữa lúc còn quân hóa lắm đông. Không phải mất quân tiền ra để che miệng lưỡi của bà con lối xóm, cũng không phải mà định dùng tiền này để bông gột rửa bớt những lỗi lầm nhớ nhung. Nhưng lưng ơi, thức khuya mới biết đêm dài, có ở trong canh mới hiểu được tâm sự của người trong canh. Dị vàng yếu lẽ bao năm liền ám ảnh, hiện tại đang rối mù như giò tơ vút chặt. Con ơi, nhạc lạc bày kêu sương thảm thiết, người lỡ bước chân là trọn kiếp thương sâu. Má có viết sẵn cho ba con cái thơ, con cầm thơ với tiền nè, con đưa về cho ba, chắc ba con không nỡ từ chối đâu. Má, con không dám nhận đâu má. Luân ơi, lần này mà con không nhận nữa là má cắn lưỡi má chết cho vừa muốn con. Má. Hai đứa đợi má một chút nha, má đi mua ít thuốc giải rồi má trở lại. Anh hai. Anh hai. Hả? Cô kêu tôi đó hả? Thì em kêu anh là anh hai đó. Dạ thưa cô, tôi đâu phải tên hai, tôi tên là Luân mà. Anh là anh hai thì em mới kêu bằng anh hai. Từ nay anh đừng thưa hay dạ nữa, anh em một mẹ với nhau chứ đâu phải là người dân. Em ba, bữa hôm kia gặp tôi đó, em nói má không có sẵn tiền, vậy 2.000 đồng ở đâu má có vậy? Anh hai, anh hỏi làm chi? Anh nghe lời má đem tiền với thơ về cho bác Thành đi, còn làm cách nào á thì anh không nên biết. Nếu em không chịu nói đó thì tôi cũng không nhận tiền đâu. Anh hai, má vì em điều khổ lắm mà. Em nói cho tôi nghe đi. Vì má không có tiền mà chuyện của anh lấy gấp. Em lấy đồ nữ trang thật của em đem bán, nhờ người ta thay vào đồ mà, để chồng em đừng biết đó. Trời ơi, rủi chồng em biết thì sao? Anh hai à, mọi việc em lo chu đáo hết rồi. Số đồ này nó giống như là thật vậy đó, em thay đồ mà làm sao chồng em biết được? Phải rồi, chồng của cô nó không biết đồ thật hay đồ giả đâu, nhưng nó biết cô rất giả đối với nó đó. Kìa, mình. Mình hả? Mình. Hả? Sao mình đánh em? Khốn kiếp thay cho người đàn bà hoàng tâm, hẹn hò với nhau thông thả để tư tình. Rồi có khi dễ cho rằng tôi đây không biết không hay phải một cái măng. Bởi cớ nào cô tuôn đồ đạc cầm bán cho người, lấy số bạc đặt mà cho trai tôi nhục nhã thay. Mình ơi, mình bớ thương nông dân đây rồi em đây có thật chứa sao. Nỗi quan tình mình chưa rõ trắng đen, chuyện gia đình rắc rối khiến nó. Thầy suy nghĩ lại, tôi không hèn hạ, tôi vào đây vì một lẽ riêng. Thôi chúng mày sắp đặt, đừng có mong quá mà. Anh hai, về đi. Đứng lại, mày cầm cái thơ gì trên tay mày đó, đưa đây cho tao xem. Đưa đi. Anh hai, đừng đưa.
đứng lại, nó bắt mày bây giờ. Nhiều, cô đau nhức lắm con. Thầy thuốc họ mổ lấy đạn và cầm máu được rồi ba. Ba an tâm, con không việc gì đâu ba. Trời ơi, tìm con ruột gan ba như thiêu như đốt. Vì thương con, muốn cho mẹ con gặp nhau để cho thỏa lòng con ước bấy lâu nay. Qua ra đưa con vào hang hùng ổ rắn. Lỗi tại ba hết con à. Má con khổ nhiều lắm ba. Má con rất thương con và em con cũng thương con. Không, lương con chớ tình chót lưỡi đầu môi, chỉ việc tới lui con đã bị bắn rồi. Đây không phải rủi ro mà người ta gài bẫy, muốn giết con để trừ hậu hoạn lỗi tôi. Ba thù bọn chủ điền tâm hôi, ba bỏ qua việc ma còn đổi chủ thay người. Bây giờ ba không thể tư tha, má con đã gây thêm tội ác tại đời, nhẫn tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi. Không, không phải đâu ba, má con... Má của con đã chuộng mới, quên cũ rồi con à. Dạ, có phải vậy bên trái phòng số 2 không thầy? Dạ, thưa phải. Dạ, cảm ơn chết thầy. Chết người đến. Luân... Má... Con ơi, con má... có sao không con? Suốt má... đêm má đâu có chợp mắt được đâu con. Chuyện rủi ro đau đớn cho con là má nát ruột nát gan à, cũng tại má hết trơn á. Con không sao đâu má à. Má, ba con kìa má. Còn là lỡ của ngày xưa nữa.
ngày xưa để cho mình thương yêu, mình quý trọng. Thì lưu bây giờ chỉ đang để cho mình trách mắng, rè khinh. Đôi với con nó đã mặc tình theo bóng chim tâm ca. Đối với chồng vì nó cãi giá cho nên nó mới ngàn lời. Nhưng mình ơi cô lưu cãi giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim đi rời bến cũ măng nồng êm à. Để sang sông giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tới bời. Theo dòng nước xoay mà cha chi hận tuổi của đời. Mong cho trời quán mây tạnh đi thuyền về bến cũ, nhưng ai còn ngờ bến mới đã ràng buộc sẵn từ lâu. Nước mắt không rơi bớt được cơn sầu, cũng không đuổi được án tù ngoài cung đau. Khi tù bắt ngỡ nghiêng vì bão táp phong ba, thì dây cát đằng sông ở con con tội tình ra nông nói tôi am hiểu tâm tường thân ai phải đoạn đường gì kẻ ném đã dấu tay của bọn nhà giàu nhiều thế mau hãm hại người nghèo thế cô nhưng thương ai qua đổi thật là trước những điều giả nghĩa giả nhân nên cuối cùng lỡ bước xa chân. Mình ơi em căng răng gánh chịu mọi đắng cay tuổi nhục suốt bao nhiêu năm dài đắng đắng là cũng chỉ mong mọi ngày sống một kể lễ với nhau nhưng uất ức trong lòng. Quá thương chồng không càng suy kịp nghĩ em đành cảm mang tiếng là kẻ phụ chồng. Mình bị án quan cửa nhà ly tan lo lắng cho mình nhưng biết ngay nhờ ai. Thân đôi nghèo quyến thuộc lánh xa hàng xóm dẫu thương nhưng sợ tay bay quá rời. Chỉ con hội đồng đỡ nâng sống tôi cành khốn cùng em đành gã nghĩa đi đền. Luân ơi con có hiểu được nỗi lòng của một người mẹ không con? Trời ơi, tại sao người ta chỉ biết kết tội mà người ta không chịu hiểu gì đâu mà tôi lắm tôi. Mình ơi, mình có tưởng tượng thân phận của một người đàn bà chồng bị bắt vì tội làm quốc sư. Nhà tan cửa nát, tâm thân vật vã bơ vơ. Ai dám chơi vợ của một tội nhân? Ngủ trọ một đêm ăn nhờ một bữa còn không được thay hôn hồ gì hỏi nhai. Người ta giúp lời chứ ai giúp của đâu mình.
em nghĩ, nếu thương chồng mà còn tiếc thân thì làm sao cứu được chồng. Em đánh liều nhắm mắt đưa chân, nhưng bé bàng cay đắng cho em là thân thể đã nát tan mà chồng không thoát khỏi vòng lao ly. Em như con chim mắc bẫy muốn gỡ ra hồ dễ được nào. Có lúc em nghĩ mình còn một cách, mình cũng có thể quyên sinh, nhưng trời ơi, con còn nằm trong bụng mẹ thì mẹ đâu có quyền được chứ. Tôi đã nói là tôi không phiền trách cái chuyện cãi giá của cô, mà tôi chỉ tiếc rằng cô sống tùy theo cánh mộ. Bây giờ cô muốn được yên gò ép là lẽ đương nhiên, nhưng rồi sau khi cô vui hưởng câu chồng vợ, cô đành lòng nào lãng quên vùi dắp đứa con riêng. Hồi đó vừa sinh ra người ta nói với em con đã sụp nuôi, giờ tan mặt nhau rồi em mới biết là người ta cố tình giết con. Không, không phải hồi đó mà giờ đây cô cùng với con cô sắp chặt theo tới cùng để lập mưu muốn giết chết nó mới thôi. Mình ơi, chuyện bất ngờ xảy ra hiểu lầm giữa đôi bên, chứ nào phải kế mưu sắp bài em cố tình hại anh đâu. Cô đừng quên là thời gian trước đây cô đã lặng yên, nhưng sự có mặt của nó hiện nay đối với cô nó là một món nợ, là mất danh dự của một bà hội đồng chủ đất giàu sang. Thế nên mẹ qua lập với con để giết con. Trời ơi khốn nạn. Hồi hôm qua em có gửi thư nói rõ ràng sự thật luôn à, con hãy đưa cho ba đi để ba con hiểu rõ trước sau. Cảm ơn cô. Theo lời nói của cô thì cô thật tiếc là muốn để cho tôi thoát khỏi an oan. Nhưng cô ơi, sống hải đảo con nôn, tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cá mò trái rừng sâu lấy cùi, bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi rồi. Khắc hơn cô từ ao trước già, cô nhìn lại cuộc đời. Tôi không tin bổn chủ điềm giàu lòng nhân đức, thương người ta điền nghèo có nửa đâu. Không ngờ còn gặp lại cô để đôi lời tâm sự. Tôi cho cô biết không phải là gì tai họa của tôi hay là gì nhan sắc của cô, mà đó là trò hại chồng cướp vợ, lân chim đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình ơi, mình nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nơi khác. Trời ơi, vậy mà cho đến bây giờ em mới hiểu. Thôi cô à, trăng đen đã rõ như ban ngày, cô khỏi tôn công để mà tìm duyên cớ. Dầu lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi, hoặc từ đâu đưa đến mà cô không chịu thay, tôi không phiền đắc với cô đâu. Tôi niềm ân ái không mong gì thấy mộng, vì kể từ đây tôi với cô đành cam đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh một bà mẹ trong chiếc áo hội đồng,
nếu tôi không nhờ anh em giúp đỡ trở về đây, thì thằng Luân suốt đời cam chịu coi khúc bơ vơ. Rõ ràng hết chối cãi rồi phải không? Bà đi đâu đây? Ông tới đây để làm gì? Tôi hỏi bà đây nè, tại sao bà nghe thằng tình nhân của con kêu anh bị bắn? Cái quân khốn nạn này nè, gặp thằng Đạt nó bắn vợ, chứ gặp tôi bắn bể đầu cha nó rồi, nó chết thì kệ nó. Bà làm gì mà bà xỉu lên xỉu xuống? Sáng một đêm rồi bà lẻn bà vô đây, con kêu anh đã làm xấu tôi chưa đủ hay sao mà tới bà làm xấu tôi? Bà phải nói cho tôi biết lý do, bằng không tôi không để yên cho bà. Chào ông, mấy lâu nay ông vẫn khỏe chứ? Ai vậy? Chẳng lẽ ông quên tôi rồi sao? Mày là ai? Một thằng Tá Điền. Tào Khiếu gì Tá Điền? Phải, chính tôi là thằng Tá Điền của ông. Hồi thở trước họ tên Gió Minh Thành, rất nghèo nhưng có phước. Tôi được ông chủ Điền Bá Thành ân cần tới lui chăm sóc. Ông chăm sóc cho nó 20 năm tù, không chút gì nơi tài thường xót. Nay tôi hiểu ra vượt biển khơi trở về, tìm kiếm vợ con rối rèn tâm thề. Chính thằng ngồi kia nó là Võ Minh Luân, giọt máu của Võ Minh Thành. Nó không phải là nhân tình, chính nó là anh ruột của Kim Anh. Thế ra chú là chú Hai, Hai Thành ở đất Mướn. Tôi cũng nhớ lại rồi, đâu có gì phải nhất. Còn thằng nào là Võ Minh Luân, chứ nghe sao mà mơ hồ phản chất. Ruột thịt với ai mà nhùng nhằn, đâu cần phải đôi chân. Hẹn cho cách khéo khôn của một ông hội đồng. Thằng Luân là đứa nhỏ mới lo buồn lòng, được ông bồng đem mương vú nồi và bảo rằng nó đã chết rồi. Nhưng công chết nó sống nên người, để dập mặt kẻ thù giết nó trong nồi. Té ra bà vào đây để gặp mặt chồng con cũ của bà phải không? Tại sao bà không nói cho tôi biết trước, để tôi lánh mặt để bà khỏi phải ngượng? Bây giờ bà tính như sao? Trở về với chồng cũ phải không? Sao không nói? Câm phải không? Ông đừng có hỏi khó tôi. Chuyện của ông làm hồi xưa, bây giờ ông phải tự xét lấy. Chuyện tôi làm? Tôi làm gì? Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao? Tao làm gì ba điều ác? Ám hại tôi là một. Đúng. Đoạt vợ tôi là hai. Đúng. Giết con tôi là ba. Đúng luôn. Nhưng sau đó tao làm ba điều phải. Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có gia thú hẳn hoài. Con tao sinh ra có khai sinh hẳn hoài. Vậy thì ai dám nói tao làm ba điều ác? Tôi biết, bà con lối xóm đều biết. Mày biết, bà con lối xóm đều biết. Hay nói cho cùng, tất cả mọi người đều biết đi nữa, thì những người đó là ai? Là những thằng cùng đinh khố đất. Nó chưa phải là pháp luật như mày. Ê Hai Thành, 20 năm nay tao vẫn còn là ông hội đồng nha, hội đồng quản hạt nha. Ở đây nè, pháp luật là tao, tao là pháp luật. Mày có đi tới trời tao cũng không sợ. Không đi đâu cả, mà ở tại đây thôi. Những người nghèo đều cướp sạch mồ hôi nước mắt của nó, cả đời của nó phải sống cùng cực như ngựa như trâu. Ông ăn chơi quan phí như vua như chúa. À, tại vì tao có tiền. Ông nhớ, những người nghèo làm tấm lưới trời, dẫu ông có cánh cũng không thoát được. Mày ông có đền tội vì những tội ác của ông làm. Thì ra mày vượt ngục về đây, mày xúi dân nổi loạn, mày chống lại nhà nước đại pháp, chúng là ông cò, mà chúng là tao phải không? Tùy ông muốn hiểu thế nào cũng được. Trời ơi, tại sao đời của tôi khổ thế này? Hội đồng thăng, tôi cho ông biết,
Nếu cái người đàn bà này có mệnh hệ nào, ông khó sống như tôi à? Ê, tao cũng cho mày biết, mày cũng khó sống như tao nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào nghe mày. Sắp phơi đâu rồi? Mày chạy đi kêu lính chính đi, bắt thằng tù diệt thuộc ta trong nhà thương này nè. Mau đi. Ông hội đồng, ông thật kêu lính bắt ba tôi phải không? Cho mẹ tàu rút xương luôn. Ông tán tận lương tâm như vậy sao? Thằng con nước chanh, mày về đó tao bóp mũi mày. Bây giờ tao cho cha con mày đi chung một số. Ông hội đồng, tôi giết ông. À, trời ơi, nó giết tôi. Lương con, ba con, anh đồ sát nhân, sát giết ba tôi. Kim Anh, anh đã lỡ tay rồi. Em hãy cầm dao này mà giết anh đi. Lực trả dây, sát nhân với đền mạng. Bây giờ anh với đền tôi anh là Kim Anh ơi. Con Kim Anh, con ơi. Cháu đưa dao cho bác, đưa đây. Lính tới rồi, mình ơi. Mình đưa con đi, tất cả đi. Không, mình không nên đứng đó ở đây. Mình phải đưa con đi. Luân ơi, con hãy đi với ba đi. Luân, mình ơi, con đi với ba. Mà con mà. Trời ơi, ai gây ra cảnh tình này? Mà. Kim Anh ơi, con cũng phải lánh mặt đi. Đi đi con. Không, đi. Con lại đi với ba. Đi. Ai giết ông hội đồng? Ai? Việc của các người, các người cứ làm. Lỡ là phải hỏi. Ra tay đi.